Chứng khoán Việt Nam là ngành kinh doanh non trẻ, nhưng có mức độ cạnh tranh và sự đào thải khắc nghiệt. Trải qua 15 năm với nhiều dấu ấn khác biệt, chứng kiến sự tăng tốc phi thường và cả những giai đoạn khó khăn của thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) vẫn vững vàng phát triển và có riêng cho mình những bước tiến thần tốc. Năm 2003, HSC chính thức được thành lập với số vốn ban đầu là 50 tỷ đồng. Năm 2005, tập đoàn Dragon Capital trở thành cổ đông chiến lược. Từ năm 2005 đến năm 2009, vốn điều lệ tăng nhanh chóng. HSC ra mắt trung tâm hỗ trợ khách hàng PBX và hệ thống giao dịch trực tuyến VTrade cho phép khách hàng giao dịch chứng khoán qua Internet. Năm 2009, HSC chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với kỷ lục 20 phiên tăng trần liên tiếp. Liên tiếp các năm từ 2012 đến 2016, HSC đón nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng ấn tượng và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành. Năm 2017 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của HSC khi hoàn thiện hệ sinh thái giao dịch trực tuyến trên các loại thiết bị. HSC Trade Pro, ứng dụng giao dịch trên máy tính bảng iPad. HSC Trade on iOS, ứng dụng giao dịch dựa trên tư duy phong cách Apple trên iPhone. HSC iTrade, ứng dụng giao dịch trực tuyến trên máy tính. Fixed Connection, OMGO. Cũng trong năm 2017, HSC tiên phong đóng góp xây dựng và tham gia vào sự ra đời của thị trường phái sinh Việt Nam với sản phẩm giao dịch đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Năm 2018, triển khai thành công kênh môi giới khách hàng trực tuyến eBroking, tổ chức thành công hội nghị Emerging Việt Nam, một cầu nối hợp tác giữa các công ty hàng đầu Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế. Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lên con số 10. Sau 15 năm hoạt động với bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ, HSC vươn lên trở thành một trong những công ty chứng khoán tiên phong có hoạt động kinh doanh tài chính tốt nhất Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, HSC đã xác lập được nền tảng kinh doanh vững chắc xoay quanh 3 yếu tố: con người, công nghệ và sản phẩm dịch vụ. Với văn hóa công ty được xây dựng trên 3 nền tảng: trung thực, cống hiến, chuyên nghiệp, HSC từng bước xây dựng được lợi thế cạnh tranh riêng biệt. Tại HSC, chúng tôi xem nhân sự là tài sản quan trọng nhất. HSC sở hữu đội ngũ các nhân viên ưu tú, các chuyên gia phân tích giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy và đã được chứng nhận thông qua các giải thưởng quốc tế uy tín. HSC luôn nỗ lực phát triển năng lực cốt lõi và củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao trong tất cả các lĩnh vực nhằm tạo nền tảng vững chắc để thích nghi và đáp ứng mọi thay đổi của thị trường. Là công ty tài chính được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ, tại HSC, công nghệ là yếu tố quan trọng thứ hai chỉ sau con người. Hạ tầng công nghệ thông tin của HSC thường xuyên được nâng cấp với nhiều chức năng, được xây dựng trên nền tảng giao dịch tích hợp nhằm gia tăng hiệu quả công việc cũng như độ hài lòng của khách hàng. Không chỉ phát triển hệ sinh thái giao dịch trực tuyến cho khách hàng, HSC còn chú trọng quản trị hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ các thông tin và dữ liệu giao dịch bằng việc hoàn thiện trung tâm dữ liệu dự phòng. Cho tới nay, HSC là công ty chứng khoán duy nhất có riêng một trung tâm dữ liệu dự phòng nhằm đảm bảo khả năng hoạt động liên tục và bảo vệ tài sản dữ liệu của công ty. HSC cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với 4 lĩnh vực chính: môi giới, ngân hàng đầu tư, nghiên cứu, đầu tư tài chính. Với vị thế đã được khẳng định ở lĩnh vực môi giới, trong những năm qua, HSC đã nỗ lực rất nhiều để phát triển mảng ngân hàng đầu tư. Và cho đến thời điểm này, chúng tôi có thể tự tin khẳng định rằng ngân hàng đầu tư sẽ là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh của HSC các năm tiếp theo. Tại HSC, mỗi cá nhân đều thấu hiểu triết lý quan hệ hợp tác trong kinh doanh để không có sự tách biệt giữa bất kỳ bộ phận nào. Mỗi vị trí, mỗi con người đều là một mảnh ghép không thể thiếu trong sự phát triển thần kỳ của HSC. Thần kỳ nhưng không khó lý giải bởi sự đồng lòng của một tập thể gắn kết mà cốt lõi là đội ngũ nhân viên gắn bó lâu năm với nhiều đóng góp giá trị. Gắn bó, trưởng thành và thăng tiến cùng HSC trong 15 năm qua, họ là những trụ cột không thể thiếu cho sự phát triển vững bền. Tôi bắt đầu làm cho HSC từ năm 2006, thì tới nay là năm thứ 13. Tôi làm việc HSC đến nay đã 12 năm. Tôi tính đến hôm nay là hơn 15 năm. Gần 13 năm. Điều mà mình thấy ấn tượng nhất đấy là HSC có một đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn, chính trực. Và đặc biệt là họ rất là thương nhân viên. HSC là một công ty chứng khoán có văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc rất là tốt. Tất cả những người có năng lực đều có cơ hội được cống hiến, đều được ghi nhận để đồng hành phát triển cùng HSC. Chúng tôi làm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán. Thị trường lên thì vui mà thị trường xuống thì buồn. Và
Thách thức thì luôn có nhiều, nhưng cái cách vượt qua nó chỉ có một, đấy là cái niềm tin. Tôi tham gia HSC khi tôi chưa tốt nghiệp đại học, và đến bây giờ thì tôi đã có một em bé. Tức là việc mình gắn bó với HSC hầu như nó là 1/3 cái thời gian của một con người khi đi làm. Thì mình coi đây là gia đình của mình, là gia đình thứ hai. Tôi đến từ miền Trung, một mình vào Sài Gòn đi học rồi bắt đầu làm việc tại HSC. Tôi đã có những cái điều mà giấc mơ của tôi ngày xưa, bây giờ tôi đã thực hiện được. Toàn bộ những cái điều này tôi đồng hành và tôi nhận được từ HSC. Có một điều mà mình thấy rằng là mình rất tự hào, đó là qua 10 năm qua, những anh chị đầu tiên làm việc với HSC thì đến giờ này thì họ vẫn tiếp tục làm việc. Chắc chắn sẽ có rất là nhiều những khó khăn, đôi khi nó cũng sẽ là những bức xúc. Tuy nhiên những bức xúc đó nó vẫn nhỏ hơn cái đam mê và cái lòng tin tưởng của mình đối với ban lãnh đạo. Và mình nhìn được lãnh đạo của mình có một cái cam kết dài hạn, và mình tin vào lãnh đạo của mình, và mình đi cùng với họ trong một con thuyền. Tôi tin rằng đó là một cái sự gắn kết, và nó tạo cho mình sức mạnh để gắn bó với HSC đến ngày hôm nay. Lợi thế lớn nhất ở thế hệ kế thừa HSC không hoàn toàn nằm ở năng lực tài chính với những con số khổng lồ, mà là tầm nhìn và cách thức vận hành mà doanh nghiệp nỗ lực hoàn thiện trong suốt chặng đường vừa qua. Thế hệ trẻ HSC đang có những bước đi đầu tiên truyền tải ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, giữ tầm nhìn trở thành một trong những định chế tài chính được ngưỡng mộ nhất, tin cậy nhất, được đánh giá cao nhất trên thị trường và có đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam. HSC chú trọng xây dựng một thế hệ không chỉ có chuyên môn cao mà còn có ý thức gia tăng thực hiện các chương trình thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của thị trường chứng khoán, để từ đó đóng góp vào quá trình phát triển chung của ngành. Tương lai HSC được quyết định bởi thế hệ kế thừa. Thấu hiểu điều đó, HSC sẵn sàng trao quyền lãnh đạo cho thế hệ trẻ để xoay chuyển cuộc chơi. Sự sáng tạo, dám đương đầu và chân thành của người trẻ là chìa khóa tạo nên những biến chuyển mạnh mẽ cho doanh nghiệp. HSC hướng đến những đột phá mà ở đó mọi giới hạn đều bị phá bỏ. Trong tương lai, thị trường sẽ có nhiều thay đổi khó lường và sự cạnh tranh ngày một gay gắt hơn. Tiến vào thương trường bằng nội lực vững mạnh, HSC luôn sẵn sàng trong tâm thế dẫn đầu với những bước đi chắc chắn theo định hướng phát triển bền vững. Chúng ta đã bắt đầu từ một công ty môi giới và chúng ta đến từ một tỷ lệ thị phần rất nhỏ. Đến một thời điểm chúng ta đã đạt được một cột mốc là chúng ta có thị phần lớn nhất trong thị trường chứng khoán, đứng thứ một về thị phần. Nhiều năm sau đó chúng ta đã dần khẳng định mình là một broker, một công ty môi giới chứng khoán chuyên nghiệp. Đương nhiên là trên con đường phát triển, chúng ta đã dần dần chuyển hóa những công việc làm, những kiến thức, kinh nghiệm của chúng ta thành những mô hình hoạt động, những mô hình kinh doanh mới. Và gần đây, chắc là các đồng nghiệp cũng nghe tôi nói nhiều về mô hình kinh doanh làm investment bank, một ngân hàng đầu tư. Tôi nghĩ đó sẽ tiếp tục là một hướng phát triển của chúng ta. Khi chúng ta đã trở thành một investment bank, chúng ta đã học hỏi được nhiều kiến thức, dần tìm thấy được một mô hình investment banking phù hợp cho chúng ta tại thị trường Việt Nam. Việc làm của chúng ta cũng không hẳn dừng lại ở điểm đó mà thôi. Và gần đây các bạn cũng nghe tôi nói nhiều về một mô hình kinh doanh mà chúng ta tạm gọi là wealth management. Đây là một định hướng kinh doanh mà tôi nghĩ là HSC có một lợi thế rất tốt với thị phần của chúng ta trong thời gian vừa qua, giữ vững ở top đầu của thị trường. Định hướng phát triển của chúng ta sẽ có cơ hội đi trên một đôi chân, một là investment banking và hai là wealth management. Đến một thời điểm, tôi nghĩ HSC hoàn toàn có khả năng để tìm kiếm những cơ hội vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta cần phải nhìn vào những thế hệ tương lai của HSC, và đây là thời điểm tôi nghĩ rất phù hợp để chúng ta bắt đầu làm việc đó. Và với thế hệ tiếp theo tại HSC, tôi nghĩ chúng ta cần nhìn vào sự đóng góp, sự cống hiến của những người đã đồng hành cùng với HSC và nhìn thấy được tương lai của họ vẫn tại HSC. Tôi rất là tin tưởng là các đồng nghiệp của chúng ta, những thế hệ tiếp theo tại HSC hoàn toàn có khả năng nắm lấy cơ hội này và chèo lái HSC đi về phía trước. HSC theo đuổi sứ mệnh là công ty chứng khoán dẫn đầu ngành chứng khoán và thị trường vốn tại Việt Nam trong những chuẩn mực về tính chuyên nghiệp, sáng tạo, sức khỏe tài chính và phát triển bền vững.
Trong hành trình đó, những cột mốc được thiết lập ghi dấu bằng sự hài lòng của quý khách hàng, đối tác. Từ một thương hiệu, HSC đã trở thành một bảo chứng cho chất lượng và thành công, cùng hướng đến những giai đoạn hợp tác và tăng trưởng mới bằng nền tảng kinh doanh vững chắc và sự lên ngôi của thế hệ trẻ tài năng.